Hello, xin chào tất cả mọi người, à, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả cô chú anh chị nha. À, thì hôm qua nay thì cô chú anh chị cũng biết rằng là cái câu chuyện của à, cô à, nhà báo mà liều mạng, ha cái cái bà lùng 20k rồi đó. À, thì bây giờ à, vì dài tôi bún bò và ngày hôm nay thì cô chú anh chị thấy rằng là trên cộng đồng mạng thì cũng đã xuất hiện một cái giấy mà gọi là tạm hoãn sức cảnh mà của chúng chị những người mà nhận được những tờ giấy đó thì trước hay sau sớm hay muộn thì sẽ dẫn đến một cái là cái gì của chúng chị dẫn đến một cái gọi là uh, sẽ khởi tố rồi truy tố chứ không phải dẫn đâu đúng không? thì uh, cho nên chúng ta thấy rằng á uh, những con người này thì uh, bắt đầu bắt đầu chúng ta thấy cái những cái dấu hiệu như thế nào của chúng chị những con người này sẽ có những cái dấu hiệu đầu tiên á uh, em chia sẻ với của anh chị thế này đầu tiên á uh, là sẽ có những cái mà những người trong cuộc mà những người đưa thông tin á thì họ chắc chắn một điều là đang rất là lo sợ bởi vì á à, mình nghe à, mình nghe thông tin từ à, chú tư xe ôm bán mà chạy xe ôm kế quán bún bò đó. Nó như thế này khi các chú xanh két mà lọt vào đó, các chú xanh két á là khi mà tịch thu điện thoại không phải là bình thường người ta xuống đột xuất kiểm tra và ta giữ ngay luôn cái điện thoại đó và giữ ngay luôn cái điện thoại là gì của chú anh chị là mục đích để không thiêu hủy được chứng cứ Phải không mà trong điện thoại đã chứa những nội dung như thế nào mà từ đâu những con người này có những dòng tin nhắn của messenger facebook zalo ha nhắn qua nhắn lại với nhau bàn à, lên kế hoạch như thế nào ra làm sao và mẹ con chị chị ve nhà ta đó Nghe không? Mà chị bữa đây là cái giỏ cái giỏ đựng gà nhà ta đó. Thì à, có đưa truyền tải thông tin hay không, có tuồn thông tin để cho lên là dựng chuyện nói bậy nói bạ hay không thì cô chú anh chị cũng biết rồi. Có hay không có vấn đề này. Đúng không cả nhà? Chứ còn mà cái chuyện mà chúng ta nói rằng là không có vấn đề này, không có vấn đề kia, đừng có lo sợ tôi dám chắc với anh em luôn dám chắc với anh em luôn những người này sẽ bắt đầu có những người liên đới và bắt đầu là đang rất là lo sợ và người tiếp theo sẽ lo sợ là ai thì cô anh chị sắp tới đây thì cô sáu nhà ta ha ngày xưa em như chim sáu sống dâu lâu năm là sáu thành con đại bàng nè sáu sẽ thành hóa thành con đại bàng có hay không vấn đề là người ta sẽ làm rõ là chị sáu có tuần thông tin cho báo cái bà báo liều liều báo này làm hay không đúng không rồi xong sau đó tiếp tục con ve à tiếp tục là con ve đó à, con ve chắc chắn rồi con ve nó rất là nhiệt tình trong vấn đề này bởi chúng nước cốt nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi đau xương khớp tại bì chân tay thần kinh tọa ha cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha còn đây là rượu so bóp và bông gân chặt chật tay chật khớp xương khớp rất là tốt cho người già ha ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị ta thấy rằng á, mẹ con của nhà ve á, thì à, coi như là người ta khoe cái nút bạc thì cũng leo lên đi khoe cái nút bạc, người ta đi bán hàng thì cũng leo lên bán hàng, tức là làm mọi thứ để mà cạnh tranh, hồng cạnh tranh, hồng làm cho lợi gan của mình nhưng thật sự ra cô chú anh chị thấy rằng á, là những con người này á, có biết phải trái là gì đâu, đúng không? Họ làm bằng mọi giá, bằng mọi cách Thì cô chú anh chị thấy ngày hôm nay Cái nghiệp quả của họ đã đến rồi Nghiệp quả đã đến rồi đó Bây giờ nè Chúng ta thấy trước mắt là cái gì Ăn không đồng, chia không đủ Nội bộ lục đục Lên thanh minh, thanh nga Nào là chị cho em cho chị mượn Cái máy tính để cho con chị học Rồi xong sau đó là bắt đầu là Dẫn đến cái chuyện mà Cái người này tặng búng Cái người kia tặng búng rồi dẫn tới cái gì dẫn tới là cái kiểu mà gọi là gì cả nhà dẫn tới là cái kiểu mà coi như là thanh minh thanh nga là tao ăn bún ba tô tao trả tiền hai tô một tô mày mời này kia kia nọ cả nhà thấy không cho nên những con người này họ đã nội bộ lục đục rồi sau khi họ nhận được cái quyết định đó nghe không họ chỉ biết sẽ biết chắc là sẽ có lục đục và bắt đầu là bắt đầu là những người trong phe phái của họ bắt đầu là chuẩn bị nha chuẩn bị trong hội nhóm lập group và kêu gọi ừ, kiếm luật sư để bào chữa kiếm luật sư để cãi nhưng mà cả nhà những người nào mà nghe lời những người này cũng nên là tỉnh táo lại đừng có nghe họ nói gì hết à. để cơ quan họ làm việc ai đúng là đúng ai sai là sai đừng có bày đặt à, nghe lời họ rồi súng nhau á rồi đi à, đóng tiền vô rồi hả à, để à, giải cứu người này giải cứu không phải cứu được đó chứ. Trời cứu. Trời cứu nha bà con. Đã dính vô rồi là trời cứu nhưng mà cái khả năng của con báo con báo liều này nè. Cái con nhà báo này nè. Tôi nói với cả nhà 70% dính về vấn đề chính trị chính em nhiều hơn. Cái đó nói thật 70% chứ còn mà dính về Rama này kia kia nọ đó thì 30%. Cái đó là sự thật cả nhà. Bởi vì cái mang cái tính chất của Hồng Loan nó chưa gọi là cái gì đâu. Cái tính chất cái câu chuyện của Hồng Loan chưa gọi là cái gì đâu. Cho nên là cả nhà phải suy luận suy nghĩ cho nó đúng cái cái câu chuyện của nó nó chỉ là ví dụ như 70 phần trăm về chính trị chính em còn 30 phần trăm diễn về drama thì người ta sẽ xử chính trị chính em và cái dính về cái drama có hay không lập hội lập nhóm xuyên tạc du khống những cái tình tiết tăng nặng và cái đó là cộng dồn thêm thôi cả nhà hiểu không chứ không phải là chứ không phải là con này là người ta tó nó hay hoặc là người ta cấm xuất cảnh nó hay hoặc là người ta tịch thu điện thoại để làm chứng này kia nào đó là không phải là 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 vì một cái một cái cái câu chuyện của hồng loan nó không phải đâu nó phải liên quan tới chính trị chính em gì đó tại vì cơ bản con nhỏ này nó chúng nằm cái kiểu mà cái thành phần mà gọi là bất mãn rồi đó cả nhà cả nhà nhìn thấy cái hành động hay là những cái bài luận điệu bài viết của nó là cả nhà biết nó loại thành phần nào rồi thấy không có loại thành phần mà nhiều khi những cái thành phần của nước ngoài những cái thành phần bất mãn ở nước ngoài á nó nhờ những cái người mà có dạng như là báo liều như thế này nè, cô chú anh chị biết trước đây là có một cái câu chuyện mà có một nhóm mà báo sạch rồi đó, đó, của cái nhóm mà trương châu hữu danh đó, đồ này kia cái nọ đó cô chú anh chị mà vừa bị mấy năm trước là bị cơ quan chức năng đã xử lý về vấn tội là và hội nhóm này kia kia nọ lập hội lập nhóm đưa những cái thông tin xuyên tạc, tống tiền, tố tá làm binh vậy, là vừa rồi rồi thì những cái thành phần này nó cũng liên đới những cái kiểu kiểu như vậy đó cô chú anh chị thì cho nên á, là những con người này á, 7 80 phần trăm là liên tới liên quan tới chính trị chính em à, cho nên á, là cô chú anh chị á, sẽ thấy rằng khi mà cái câu chuyện đó nó đã nổ ra rồi đã có như vậy rồi thì trước hay sau sớm hay muộn thì chúng ta sẽ thấy được cái kết quả ai là người đứng sau lưng, ai là người tạo hội nhóm, ai là người đưa câu chuyện, để coi như là lên nói dốc nói láo xuyên tạc về cái cái, cái 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 chỗ con móm, cả nhà tin tôi đi, trời ơi trời, đã 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 có một cái giấy như vậy rồi thì không bao giờ yên thân được đâu cả nhà, không bao giờ yên thân được đâu, và sao họ sẽ lãnh được cái hậu quả khó lường cho cả nhà xem, không bao giờ lường nổi, lường trước được vì cả nhà cũng biết rằng á những con người này à, ngày đêm họ mong mỏi gì cả nhà trong cái đầu của họ là chỉ là mong mỏi rằng là trong cái vấn đề trong nước này kia kia nọ rồi cấu kết những cái thành phần này kia kia nọ cả nhà hiểu không làm rối loạn đất nước thôi rồi xong sau đó các xuyên tạc tuồn những cái thông tin nó không đúng nó 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 nó, nó sai sự thật để mà những cái thành phần ở nước ngoài bất mãn nước ngoài nó xuyên tạc thôi cho nên cái những cái thành phần này cả nhà thấy dần 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 nó phải ra ánh sáng nói gì nói chứ đừng có giỡn với vấn đề những an ninh nha tôi nói thật về vấn đề an ninh của việt nam là giỏi nhất thế giới người ta muốn hay không thôi chứ còn những con người này tôi nói thiệt nắm trong lòng bàn tay của họ đừng có hồng mà bolo ba la lên thì à, những cái lời đồn đó, từ hôm qua đến nay rằng là sắp tới thấy không chị sáu nhà ta thấy không chị sáu nhà ta là sẽ cái người tiếp theo có khả năng tới à, 50 60 phần trăm còn à, ve nhà ta thì khả năng cao hơn bởi ve thì giả nhiều nít hơn còn theo góc độ của tôi cả nhà Theo góc độ của tôi Tôi nghĩ rằng là Những con người này nè Những con người này nè Họ bây giờ là họ bắt đầu là run sợ rồi Còn về những cái con người ở bên nước ngoài Thì cả nhà biết rằng là họ đang vận động Họ đang kiếm hay không Họ đang coi như là 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 là, là kiếm là những người có tiền để tài trợ cho những người này thật sự ra họ chờ những cái cơ hội này để là họ có cái họ có cái để gọi là như là là là, là kiếm kiếm ăn trên cái cái cái, cái câu chuyện đó, đó cho nên là những người đó có làm đi chăng gì đi chăng nữa cũng nên là tỉnh táo đúng không cả nhà còn cái chuyện mà nhiều tin đồn rằng là ông sạc pin con ve là con ruột của ông sạc pin đã gửi đã ký gửi cho chị sáu nhà ta đó. thì câu chuyện đó thì cũng chưa ai chứng minh được đâu cả nhà ơi thật sự luôn chứ ai chứng minh đó chỉ là một lời đồn cho nên cũng khó mà nói cái câu chuyện này cũng khó mà nói chính chủ nhân trong câu chuyện lên tiếng thì nó mới là sự thật chứ còn mà bây giờ trên mạng thì người ta đồn thì ta đồn như vậy thôi mình đâu có biết nào thật nào giả đâu cả nhà cho nên mọi cái thông tin bây giờ chúng ta cũng phải là kiểm chứng nhưng mà hôm qua tới nay cả nhà biết không à, em thấy trên không gian mạng xã hội họ cứ đồn lên rằng là à Cậu Năm là Linh thiên Đã phù hộ cho con mình theo nghiệp của mình Bây giờ được săn đón như ngôi sao hạng A Thế này thế nọ, thế lọ, thế chai nè Em nói cả nhà ơi Cái gì cũng vậy Mình à, tung hô tân bốc thì nó cũng phải Mức độ vừa phải thôi Chứ đừng làm cái gì mà nó nhìn Nó, 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 nó Nhìn nó, cái kiểu mà nó Nhìn phản cảm Bởi vì con Lon á, làm gì làm Nó cũng không có theo nghề hát, nghề diễn gì hết á nó đến được cô chú anh chị yêu thương như vậy là mừng rồi đúng không nó có diễn hay diễn dở như thế nào thì từ từ cô chú anh chị sẽ chỉ kinh nghiệm nó chúng ta hô hào tung hô quá đôi lúc trong cái cái tâm cái tính của những fan hâm mộ của những nghệ sĩ lớn đó người ta đâm ra người ta khó chịu cho nên dẫn đến là những cái mà à, người ta phản ứng nữa lại thì bắt đầu khổ móm nhà ta mình thương nó thương thật lòng Được cái tân bốc đưa lên các hội nhóm Làm cho quá lên Những người này diễn không bằng ông móm Những người kia diễn không bằng ông móm Tội nó, nó diễn bằng ai đâu Thật sự Còn phải nhờ kinh nghiệm của cha chú Của mấy bác mấy chú mấy anh mấy chị Chỉ dạy rất là nhiều Chẳng qua là cũng là con của một nghệ sĩ Thì người ta vì tình thương mến thương Vì cái lòng mến mộ cậu năm Cho nên á Người ta mới kêu ghéo để tham gia dài cái 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 cái, cái vở diễn để cho mình có một cái ấn tượng rồi cho một cái kỷ niệm đó là gọi là kỷ niệm đi đúng không chứ còn mà mà để mà gọi là để sau này nó đi nó đóng những cái ngôi sao hạng a này cái kia nọ làm sao mà được cả nhà cứ so sánh nhiều hoài làm cái người nghe người ta khó chịu lắm cả nhà ơi ha thật sự luôn á tôi nói thiệt nếu mà yêu thương thật sự thì đừng đừng nên làm những cái việc mà phải nói là nó đi quá đà nó đi quá xa à, thật sự luôn á tôi thấy hôm qua này vô hội nhóm vô rút đồ thì cái đẩy hình hồng loan đang tập tuồng đẩy lên một cái cao trào thành ra nó nhìn nó mình pa mức bình thường thì được còn đi so sánh Hồng Loan với nghệ sĩ cào cội này, nghệ sĩ gạo cội kia, phải xin chụp hình với Hồng Loan này cái cái nọ trời ơi là trời, nói gì làm chi? Hồng Loan nó không là cái gì, nó sao bằng mấy cô mấy chú cái đa cái đề đó được. Cả nhà, mình làm vậy nó phản cảm lắm. Đúng không? Đó còn cái chuyện mà có hay không vấn đề hòa dạy thì người ta đã lên khẳng định rồi có coi như là mặt trời mọc hương tây người ta cũng không hòa giải nên là cái đường tương lai đường thương đau tàu hủ dưa leo đó sáu chưa ăn sáu chưa cạo đầu chùa đó là đúng thiệt á coi như là bà sáu này bà sẽ ăn năng hối thận ăn năng hối cải gì đó thì có đó là chuyện của bà nhưng mà em nói với cả nhà nè bà sẽ nhận cái hậu quả thích đáng cho những việc mà bà đã làm và những việc bà đã sai lầm bà đã coi như là À, dẫn đến những cái mà những người khác người ta phẫn uất bao nhiêu tháng này cả nhà sẽ nhìn thấy Đấy không bây giờ lo sợ rồi thứ nhất nếu mà bên này thắng thì bên kia phải lo án phí mà nếu á à, ký bây giờ á, là mong cầu mong bên này để coi như bên này giải hòa thì bên này không giải hòa người ta nói rồi mà người ta không giải hòa đừng có nằm mơ giờ phải làm sao đây cả nhà tiến không được mà lui cũng không xong cô sáu bây giờ hết đường chối chạy rồi giờ chắc cô sáu phải lên khóc lóc nữa quá chứ họ thấy họ tự tin lắm họ tự tin coi như là những cái câu chuyện những cái dữ liệu đó thấy không tôi nói thật với cả nhà là khó lắm một số thông tin rằng là con hợp pháp hay không hợp pháp gì đó uhm, từ năm bao nhiêu năm bao nhiêu để mà gọi là để mà gọi là để nhận được tài sản hợp pháp hay không hợp pháp à. thì để chờ xem cuối cùng chúng ta cũng phải chờ pháp luật thôi cả nhà đúng không đúng không cả nhà thì à, mọi vấn đề cũng còn ở phía trước thì ngày hôm nay em chia sẻ một thông tin như thế thì à, báo liều hiện giờ cũng đã coi như là 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 tạm hoãn sức cảnh ha còn cái chuyện mà như thế nào Nó ra làm sao thì chúng ta cũng đợi trong thời gian tới đi bởi cái câu chuyện mà ụp vô trong nhà mà tịch thu và giữ cái điện thoại đầu tiên á ha giữ cái điện thoại đầu tiên á, thì không hề đơn giản chút nào hết cả nhà đúng không đó đó là những gì tôi muốn chia sẻ với cả nhà ngày hôm nay một lần nữa xin chào tạm biệt hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nước uống nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi đau xương khớp tê bì chân tay đau thần kinh tọa cô chú anh chị ha ai cần thì liên hệ trên số zalo màn hình của bánh mì ha cái này là cực kỳ tốt đây là sản phẩm nhà em làm nha yên tâm về chất lượng ha đau lưng nhức mỏi đau xương khớp tê bì chân tay đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha cực kỳ tốt trong uống ha đây là uống này là nước cốt nhào nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt rất là dễ uống còn đây đây là cao so bóp sản phẩm mới của gia đình à cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha này là rượu so bóp ha bị chật khớp nè rồi à, bông gân nè à, những người mà bị à, có như là thể thao chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ hay qua là phù này sưng rồi đó thì sức cái, cái 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 rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha cực kỳ tốt luôn tan máu hầm cực kỳ tốt ha ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạng nha một chai của nó là 135 trăm ba ngàn một trăm ba ngàn bao ship toàn quốc hay cô chú anh chị đó sản phẩm nhà 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 em tự à, nói chung là gia truyền nha sản phẩm gia truyền ha, rượu sâu bóp ha còn nước cốt nhào là 300 trăm ngàn cũng bao ship toàn quốc luôn đó cũng bao ship toàn quốc luôn coi như là chị đau lưng nhức mỏi đau xương khớp tới bị chân tay đau thần kinh tọa một chai này một chai nhào là 300 trăm ngàn còn một chai rượu so bóp 135 trăm ngàn cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số zalo trên màn hình nha rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị